là cái gì, nó sẽ vẽ vẽ trục như thế nào. Ví dụ bây giờ các bạn có cái trục, cái chi tiết trục như thế này, thì nếu các bạn sử dụng các lệnh vẽ thông thường ở trong AutoCAD thì nó sẽ rất là mất thời gian. Vì vậy là trong cái phần mềm AutoCAD Mechanical nó chuyên biệt cho cái ngành kỹ thuật cơ khí và ngành chế tạo máy nha, các ngành kỹ thuật, thì nó sẽ giúp các bạn vẽ nhanh, rất là nhanh. Ví dụ như ở đây các bạn sẽ nhìn đây, đây có một cái đầu trục này. Ví dụ kích thước đây là 42, phi là phi 50. Tiếp theo là đoạn này. Đoạn này thì các bạn lấy 110 trừ đi 42 và phi là phi 55. Thì bình thường nếu mà các bạn sử dụng AutoCAD, các bạn sẽ vẽ đường tâm này, xong đó là vẽ các đường như thế này, như này, như này, các bạn cộng trừ ra giá trị ra. Nó sẽ rất mất thời gian đúng không? Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn ở trong AutoCAD Mechanical nó vẽ cái này nhanh như thế nào. Rồi chúng ta mở phần mềm AutoCAD Mechanical này. Sau đó các bạn vào chỗ Content này, vào Shape Generator này, click vào Shape Generator. Các bạn thấy dòng nhắc ở đây, dòng nhắc nói là Specify Starting Point hoặc là Select Center Line. Đó, new shape nhé, cho trục mới. Còn nếu mà trục cũ thì tí các bạn chỉ cần click vào cái đường tâm á, là tự nó sẽ hiện ra cái cửa sổ chỉnh sửa. Bây giờ là cái trục mới thì các bạn sẽ làm gì, các bạn sẽ vẽ đây. Rồi, một cửa sổ shape generator đã hiện ra. Các bạn lưu ý đây, thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy này, ở phía bên này là nó sáng lên, còn phía bên này là nó chưa sáng. Bởi vì sao? Những cái phía bên này là tí nó sẽ được kích hoạt sau khi các bạn vẽ cái trục cơ bản lên. Ví dụ ở đây các bạn có thể nhìn thấy cái hình này là tạo rãnh này, hay là chamfer fillet này, thì bây giờ nó sẽ chưa có hiện lên. Sau khi các bạn tạo cái trục xong thì những cái phần phía bên này sẽ được hiển thị lên. Rồi tiếp theo, các bạn cũng có thể lựa chọn, đây là Outer Contour. Các bạn cũng có thể vẽ cái trục mà có lỗ ở phía trong, Inner Contour nhé. Và Inner Contour, cái Inner Contour này là bắt đầu left là từ hướng hướng trái, còn cái này là right là từ hướng phải. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái đầu tiên, đó là Outer Contour. Rồi các bạn sẽ thấy ở đây hai cái này gần như giống nhau nha. Cái này là các bạn lựa chọn cái click chuột, sử dụng click chuột hoặc là bắt điểm. Đây tạo, ở đây thì nhập kích thước cylinder. Đây là vẽ một cái trục có độ côn nghiêng nha. Rồi từ từ các bạn sẽ khám phá. Đó, ví dụ tạo gen hay là tạo cái khóa để lắp cái khóa, hay là đây là tạo bánh răng này, các bạn nhìn thấy này, gear profile này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái đầu tiên là đây, cylinder. Chúng ta sẽ nhập giá trị nha, cylinder. Ở đây sẽ hỏi là gì, specify length, tức là cái gì, nhập cái chiều dài của cái trục. Thì các bạn có bản vẽ đây, các bạn chiều dài của các bạn là 42, sau đó tí nó sẽ hỏi là phi bao nhiêu, phi 50, phi 50 và 42. Rồi các bạn quay trở lại đây, các bạn nhập là chiều dài là 50, nhập 50, enter. Rồi phần mềm hỏi là diameter, các bạn nhập là 40, đúng 40 không, 50, xóa đi, 50, enter. Các bạn close đi không nào,
thu đây. Tiếp theo này, tôi click vào giữa này, giữa này tức là sao, tôi click vào đường tâm để chỉnh sửa cái chi tiết đó. Các bạn có thể nhìn thấy bây giờ toàn bộ nó đã sáng hết lên rồi. Lúc nãy là chưa sáng, bây giờ sáng toàn bộ rồi. Theo đó tức là tất cả các chức năng ở trong này đã được kích hoạt rồi. Tôi chưa cần các chức năng khác, tôi cứ chỉ cần chức năng ban đầu thôi. Bây giờ hiện tại tôi vẽ cái đoạn trục tiếp theo, cái đoạn trục này với chiều dài là bao nhiêu, 110 trừ đi 42 là còn mấy, 68 đúng chưa? Phi bao nhiêu đây, phi 55, 68 phi 55. Các bạn click vào đây, nhập 68 là chiều dài, 55 là phi, sau đó enter. Các bạn thấy đã được tạo ra chưa? Rồi, công việc tiếp theo của chúng ta sẽ là tạo cái đoạn này. Đây, tiết diện này có chiều dài là bao nhiêu? 10 phi 65, 10 phi 65. Click tiếp vào đây, nhập 10, enter, nhập phi 65. Công việc tiếp theo là đoạn này. Đoạn này có chiều dài bao nhiêu các bạn? Bao nhiêu? 125 đúng không? Phi 55. 125 phi 55. Các bạn click tiếp vào đây. 125 là chiều dài, 55 là phi. Các bạn nhìn này. Đó. Rồi, tiếp theo muốn làm thì tôi click đôi vào đây. Tôi đã đến cái đoạn này rồi. Bây giờ tiếp theo tôi sẽ vẽ đoạn này. Rồi, phi bao nhiêu? Phi 50, nhưng trước khi biết phi bao nhiêu thì chúng ta phải nhập là chiều dài L đã. Các bạn tính toán L sẽ là bằng bao nhiêu? Đoạn này sẽ là bao nhiêu? Có phải là bằng 175 trừ đi 78 không? Vậy còn bao nhiêu? Hả? À, còn bao nhiêu? Có phải 97 không? Rồi, ok, 97, L là 97, phi là phi 50. 97 và 50. Click tiếp vào đây, nhập L là 97, phi là 50. Click tiếp vào, mở bản vẽ lên. Đoạn này là bao nhiêu? 78, phi bao nhiêu? 45. 78 là chiều dài, 45 là phi. Close. Các bạn có thể nhìn thấy là tôi đã vẽ xong cái hình dáng của trục rồi đó. Và tôi biết, tôi chắc chắn rằng kích thước của tôi đúng. Bây giờ nếu các bạn vẽ bằng AutoCAD thông thường, các bạn phải đo vẽ, đo kiểm là đuối. Rồi, công việc tiếp theo của cái trục này sẽ là gì? Ví dụ như ở đây tôi có hai đầu là vát mép 2 x 45. Các bạn nhìn này, 2 x 45, vát mép, vát mép. Thì trong cái phần mềm này nó cũng cung cấp cho các bạn là cách vát mép. Các bạn click đôi vào đây, các bạn sẽ nhìn thấy ở đây có cửa sổ, ở đây có chamfer, chính là vát mép. Ở đây dòng nháp của câu lệnh sẽ nói chúng ta là select object. Các bạn chỉ đến cái chỗ mà các bạn muốn vát mép. Ví dụ ở đây tôi chỉ đến đây. Rồi, tôi sẽ khoanh hai cái ô đỏ như thế. Các bạn thấy có đúng không? Đúng thì các bạn nhập giá trị. Nhập giá trị gì? Specify length là cái chiều dài đúng không? 2, enter. Sau đó là
phần mềm hỏi là specify angle từ 0 đến 85 độ. Thì tôi biết rõ là 2 x 45, tôi nhập 45 là angle là góc 45 độ. Các bạn thấy không? Tự tạo ra. Tiếp theo, tôi vẫn chamfer nhưng ở đầu ngược lại. Chamfer ở đầu bên này. Click đôi vào. Chamfer, chọn vị trí này. 2 45. Các bạn thấy không? Đấy là tôi chỉ các bạn thì lâu thôi, chứ còn nhập thì rất là nhanh. Rồi tiếp theo tôi sẽ làm gì? Ví dụ ở đây là có cái boy R2. Các bạn nhìn boy R2, trong này cũng có giúp các bạn bo luôn, chính là fill it boy R2 ở cái vai này, vai lớn nhất này. Yeah, cái vai lớn nhất đây, vị trí chỗ này R2 đúng không? Click đôi vào đây, bo. Các bạn phần mềm sẽ hỏi là select object, tức là cái chỗ mà các bạn muốn bo đấy, các bạn click ở đây. Nó quanh tròn ô chuột, đúng chưa? Đúng rồi, là các bạn sẽ nhập 2 là radius. Và các bạn thấy tự nó bo cho các bạn. Được chưa? Các bạn nhìn thấy đây. Các bạn có thể thấy là phần mềm tự bo cho các bạn. Công việc tiếp theo là ở đây có cái rãnh, các bạn nhìn rãnh này bao nhiêu đây? Rộng mấy ly? Quan sát rãnh này rộng mấy ly? Ở đây các bạn muốn biết rộng mấy ly, các bạn nhìn trên mặt cái chỗ trích, cái hình trích một này ra này, kéo xuống đây, rộng 5 ly. Được chưa? Tí cái con bát này các bạn phải tự vẽ. Rộng 5 ly và phi ở đây là bao nhiêu? Ở đây bình thường trục này là phi 55, mà bề sâu của cái rãnh này là 0 chấm mấy đây? 0.5 ở một phía, cả hai phía sẽ là 1 ly. Vậy là cái rãnh này sẽ là sâu 1 ly và bề rộng là 5. Đồng ý chưa? Đồng ý thì bắt đầu vẽ này. Rãnh vẽ, rãnh tạo ở đâu? Ở đây các bạn này. Grover. Các bạn click vào cái vị trí đây, người ta hỏi là specify point. Phần mềm nói là specify point để đặt cái vị trí các bạn muốn tạo rãnh, các bạn click vào đây. Accept. Các bạn nhập giá trị, bây giờ bề rộng là 5 thì thường thường các bạn sẽ nhập là 5 hoặc trừ 5 nha. Trừ 5. Specify diameter là bao nhiêu? 54. Rồi các bạn nhập là 54. Enter. Các bạn thấy phần mềm mới tự tạo rãnh cho các bạn chưa? Rất là nhanh chóng. Ở đây có cái R1.5 và R0.5 và cái góc vát ở đây nữa. Tuy nhiên các bạn sử dụng thì phần mềm sẽ không hiểu đâu. Nha các bạn, cái chỗ này các bạn phải tự vẽ. Công việc tiếp theo là ở đây là có cái góc bo R4.5, nhưng bản vẽ này là sai, tôi sẽ lấy là tầm 2.5. Bo 2.5 ở vị trí này. Nhập 2.5. Rồi. Tiếp theo nha. Rãnh ở đây. Rãnh ở đây là bao nhiêu? Như lúc nãy các bạn, giờ các bạn tự đọc đi. Nếu muốn biết rãnh ở cái vị trí số 2 này bao nhiêu thì các bạn nhìn xuống đây. Bề rộng rãnh là bao nhiêu? 3 ly. Và phi ở đây là bao nhiêu? Phi chỗ này là bao nhiêu? Còn bao nhiêu? Hiện tại đang là 50. Còn bao nhiêu?
49.5 chứ sao 49.75 được em. 0.25 này là ở một bên, còn cái trục của nó là đối xứng qua. Hình dung chưa? Là phải gấp đôi lên là 0.5. Vậy là rộng 3 ly, phi 49.5. Ở chỗ này. Đây. Trừ 3 phi 49.5 được chưa? Ở đây tiếp, chỗ này là bao nhiêu? Tự đọc đây nào. Chỗ này họ có ghi không? Các bạn rãnh chỗ này này. C mặt cắt CC, mặt cắt GG. CC tại vị trí này, GG tại vị trí này. GG là có cái then, CC cũng có cái then như lúc nãy các bạn vẽ đó. Ở đây người ta có ghi gì không các bạn? Không ghi gì đúng không? Không ghi vậy là thiếu rồi, bản vẽ này thiếu nha. Có thiếu không? Ừ? Sao nhìn như có thiếu không? Nếu thiếu thì chúng ta cho thôi. Vẫn là bề rộng 5 ly và chiều sâu 0.5. Bề rộng 5 ly chiều sâu 0.5 là 0.5 nhân 2 là 1, phi ở đây đang 45, trừ 1 xuống còn bao nhiêu? 44. Bề rộng 5 ly, phi 44. Rãnh. Bề rộng 5 ly, phi 44. Sorry, nhập trừ 5. Được chưa? Close. Tiếp theo các bạn sẽ làm gì? Cái rãnh then này trong phần mềm AutoCAD Mechanical nó cũng hướng dẫn các bạn. Tuy nhiên bây giờ tôi sẽ để các bạn vẽ tay, bởi vì các ở cái bài thực hành phía trên là các bạn vẽ tay rồi. Hôm sau là sẽ có cái bài thực hành vẽ cái rãnh then này, để các bạn sẽ hiểu rõ hơn, thuần thục hơn. Công việc tiếp theo ở đây là gì? Chúng ta sẽ ghi kích thước. Kích thước các bạn có thể nhìn thấy ở đây có một cái công cụ kích thước click đôi vào đây. Trong này là section thôi các bạn nhé. Đây ví dụ như là tạo section, section tại vị trí mặt cắt A hay mặt cắt B hay bất kỳ mặt cắt nào. Hoặc ở đây là side view, là cái hướng nhìn khác của cái này. Ví dụ như các bạn chọn side view này, sau đó là các bạn chọn hướng nhìn là right theo đi sang phía bên này hay là left sang phía bên này. Ví dụ các bạn chọn left, ok. Sau đó là phần mềm đưa ra thông báo là specify insertion point. Đó, các bạn click ở đây chọn và nó sẽ thêm một hình chiếu nữa. Rồi ghi kích thước, ghi kích thước cho cái trục này. Nếu các bạn bình thường các bạn ghi từng kích thước một thì tôi nói, ở đây người ta sẽ có cách ghi kích thước thông minh.
đây có kích thước dạng baseline, dạng trên, dạng nối tiếp nhau. Được chưa? Các bạn sẽ vào multi-dimension này. Chú ý này, vào cái tab annotate, sau đó vào multi-dimension. Sau đó các bạn sẽ lựa chọn, ví dụ ở đây là đang sử dụng là baseline. Baseline nghĩa là sao? Các bạn có thể nhìn thấy ở đây, đo từ đây đến đây là 46 và đo từ đây đến đây là 24. Tự các bạn phải suy ra được cái khoảng từ đây đến đây là bao nhiêu, đúng không? Đấy gọi là ghi dạng baseline. Nếu chúng ta chuyển sang dạng trên nối tiếp nhau, các bạn sẽ có thể nhìn thấy là ở đây là người ta ghi nối tiếp nhau, đây 24 và đây 22. Và chúng ta muốn biết khoảng từ vị trí này đến vị trí này thì chúng ta cộng hai giá trị này lại với nhau. Đó là sự khác biệt giữa hai cách ghi. Bây giờ tôi sử dụng một cái, tôi ghi toàn bộ cái kích thước này nhá, ví dụ như là nối tiếp nhau này. Sau đó các bạn nhập là OK này. Các bạn nhìn cái dòng nhắc Select Object. Object chính là cái trục này đó. Các bạn click chọn toàn bộ cái trục này, Enter. Sau đó phần mềm hỏi các bạn là First Extension Line Origin là bắt đầu từ đâu đó nha. Origin gốc ở đâu? Tôi chọn ở đây. Sau đó là các bạn có thể kéo xuống, thả chuột vào một vị trí mà các bạn mong muốn. Ví dụ tôi muốn thả vị trí này, các bạn có thể nhìn thấy toàn bộ kích thước đã được ghi ra một cách rất là nhanh chóng, thay vì các bạn đim từng kích thước, đúng chưa? Thì ở đây đim một cách toàn bộ luôn. Ví dụ ở đây cái kích thước này tôi không muốn ghi là 2, tí tôi sẽ ghi 245, tôi có thể xóa đi. Tương tự 2 ở đây tôi không thích, tôi xóa đi. Bây giờ kích thước nào các bạn không mong muốn các bạn có thể xóa đi, tí các bạn ghi lại. Đó là ghi ở đây có cách ghi này, thì các bạn nhớ ví dụ như ở đây 42 là ghi khoảng cách, 42 là khoảng cách từ đây đến đây. Sau đó người ta sẽ ghi cái đoạn 110 này này. Đó thì thay vì dạng trên thì các bạn sử dụng baseline để ghi cái đoạn này. Nhìn chung chưa? Sự khác biệt giữa line và trên và baseline đó. Tiếp theo là ghi đường kính của những cái trục này thì chúng ta ghi như thế nào? Các bạn cũng vào multi dimension. Sau đó các bạn ghi các bạn chuyển đến cái thẻ subsymmetric. Subsymmetric, sát là cái trục. Các bạn có thể nhìn thấy nếu ở để dạng này thì làm sao? Các kích thước phi sẽ được kéo sang một bên. Bây giờ tôi sẽ thử luôn. Ví dụ để ở đây. Ok. Sau đó các bạn select object. Object của tôi là cái trục này. Enter. Sau đó các bạn select center line hoặc là starting point. Starting point tôi đặt ở đây, tôi kéo qua đây, tôi đặt ở đây chẳng hạn. Các bạn có thể nhìn thấy đây, người ta sẽ ghi phi như thế này. Nhưng mà nếu ghi phi như này thì sao? Rất khó quan sát, đúng không các bạn? Vì vậy người ta không ghi thế này bao giờ cả. Nếu là trục, chúng ta sẽ tiến hành xóa đi và chúng ta trở lại multi dimension. Sau đó chúng ta sẽ lựa chọn cái chức năng đó là vẫn là from view như các bạn nhé, nhưng mà các bạn sẽ làm gì? Sẽ click vào cái place dimension inside contour này. Các bạn thấy không, khi click vào một cái là cái phi nó sẽ vào đây luôn, nó sẽ vào từng cái vị trí trục một rất dễ dàng, đúng không? Bây giờ các bạn ấn OK, sau đó là chọn cái trục của các bạn, Enter.
Select center line on new starting point. Ví dụ là new starting point của tôi ở đây. Rồi, các bạn thấy đó, tất cả các trục đã được ghi. Tuy nhiên có một vài chỗ không nhận được, đúng không? Chỗ nào không nhận được thì chúng ta vẽ, chỗ nào mà dư chúng ta không sử dụng chúng ta bỏ. Đoạn này phi đường kính tại đoạn này, đường kính tại đoạn này là chưa ghi, đúng không? Nên chúng ta vào multi dimension này, ok này, chọn chi tiết này, sau đó chúng ta chọn vị trí thôi. Đây nhiều quá đúng không các bạn, các bạn chỉ chọn cái chỗ này thôi, vị trí ở đây thôi. Bây giờ multi dimension này, rồi click ở đây, đó là xe ra. Cái nào dư các bạn bỏ, cái này các bạn có thể điều chỉnh sao cho nó phù hợp, cho nó đẹp là được. Rồi, đó là cách ghi kích thước nhanh chóng. Tiếp theo là chúng ta sẽ thể hiện độ nhám. Độ nhám là gì? Độ nhám tức là cái độ nhăn bóng của bề mặt của chi tiết ấy. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy này, độ nhám ở đây là 1.25, ở đây là 2.5. Ngoài những cái không chỉ dẫn là RZ40 này, đây chỗ này là 1.25, 0.25, và người ta ghi rõ là mài. Thì để ghi độ nhám này chúng ta làm như thế nào? Hôm trước tôi đã chỉ các bạn là tạo block nếu sử dụng phần mềm AutoCAD thông thường. Còn chúng ta sử dụng phần mềm AutoCAD Mechanical thì chúng ta sử dụng cái công cụ của phần mềm đó rất là nhanh chóng. Các bạn có thể xem ở đây, vào tab Contents, và các bạn vào tab Annotate, vẫn để ở tab Annotate nhé. Sau đó các bạn có thể nhìn thấy này, Surface Texture, đây chính là ký hiệu độ nhám. Click vào đây và phần mềm hỏi gì thì chúng ta làm thôi. Select Object to Add Text. Ví dụ các bạn chọn bề mặt này, sau đó là Start Boy ở đây, End Boy cũng ở đây luôn, thì Next Boy thì ở đây luôn, các bạn click ở đây cũng được. Sau đó các bạn nhập giá trị, ở đây các bạn có thể đưa lên này, các bạn ấn Enter nếu muốn đặt ở vị trí này. Sau đó các bạn nhập giá trị ở đây, ví dụ là 3.2, các bạn có thể nhìn thấy. Tuy nhiên các bạn nhìn thấy cái cách ghi độ nhám nó khác, đúng không? Ở đây 1.25 nhưng mà cái số 1.25 nó nằm tại vị trí này. Muốn ghi thế này được không? Vẫn được nha. Các bạn có thể, đây là cái ghi dạng là tiêu chuẩn mới hơn, các bạn muốn về cái cũ hơn cũng được nha. Các bạn chuột phải vào màn hình, sau đó các bạn lựa chọn option. Ở cái cửa sổ option các bạn vào AM Standard, sau đó chúng ta sẽ dịch chuyển đến Surface Texture, sổ cái dấu cộng này ra. Các bạn có thể nhìn thấy hiện tại chúng ta đang dùng cái tiêu chuẩn ISO 13022002. Nếu bạn muốn như cái độ nhám, nếu bạn muốn cái kiểu độ nhám ấy, nó giống cái bản vẽ, thì chúng ta sẽ dùng cái 1978 này. Các bạn chuột phải, các bạn ấn lựa chọn insert standard. Các bạn thấy, có thể thấy là cái màu xanh này này, đây màu xanh này đang kích hoạt này, tức là chúng ta đang ở tiêu chuẩn này. Apply, ok. Bây giờ tôi thử một vị trí khác, tôi chọn vị trí này,
service texture vị trí này. Đây. Nhập giá trị 1.25. Ok. Các bạn nhìn thấy là đúng chưa? Đã giống với bản vẽ chưa? Tùy các bạn nhé, muốn sử dụng cái nào cũng được. Đó là độ nhám. Tiếp theo, tại vị trí này các bạn cũng có thể là xem xét để làm gì? Ghi chú cái bề mặt. Ví dụ như đây là bề mặt A, tại sao cần ghi chú? Các bạn có thể nhìn thấy đây là sai số hình dáng hình học này. Ở đây chúng ta đọc là gì? Chúng ta chưa học thì tôi nói trước, độ vuông góc này so với bề mặt AB. Bề mặt AB là bề mặt nào? Bề mặt A là bề mặt này, bề mặt B là bề mặt này. Chính là cái đường này các bạn này. Đây này. B chính là cái này. A chính là cái này. Và cái vị trí này. Đây. Các bạn nhìn thấy cái vai trục ở đây thì có phải là nó yêu cầu sẽ là độ vuông góc 0.02 so với bề mặt AB. Bề mặt A là bề mặt đây, bề mặt B là bề mặt này, độ vuông góc 0.02 đó. Vì vậy chúng ta phải ghi cái bề mặt để người ta biết là bề mặt A là bề mặt nào, bề mặt B là bề mặt nào. Rồi các bạn có thể nhìn thấy ở trong cái thẻ annotate chúng ta thấy cái datum identifier. Các bạn để con trỏ chuột ở đây, các bạn có thể thấy ngay rất dễ dàng. Click vào datum identifier, sau đó lựa chọn mặt này. Mặt này xong các bạn sẽ lựa chọn starting point. Starting point các bạn muốn đặt tại vị trí này luôn, sau các bạn kéo xuống. Next point ở đây. Các bạn muốn đẩy qua đẩy lại, còn nếu không các bạn ấn enter. Sau đó các bạn nhập cái giá, cái bề mặt mà các bạn mong muốn. Ví dụ ở đây là A. Tôi làm tiếp theo cho bề mặt B. Ví dụ đây là bề mặt B. Lấy chọn điểm bắt đầu, kéo ra. Muốn đi sang đây cũng được, sang bên này cũng được. Click vào đây. Rồi chúng ta sẽ thay bề mặt B. Ok. Rồi tôi đã đánh dấu được bề mặt A, bề mặt B. Bây giờ tôi sẽ tiếp theo tôi sẽ chỉ các bạn cái sai số hình dáng hình học mà tôi vừa nói. Ví dụ là đây, độ vuông góc 0.02 của bề mặt đây, bề mặt này so với AB. Chúng ta sẽ ghi như thế nào? Các bạn có thể nhìn thấy ở đây có feather control frame. Chúng ta sẽ click vào đây. Select object to aspect. Object là đây. Sau đó các bạn lựa chọn starting point. Starting point của các bạn phóng lên, các bạn muốn đặt ở vị trí này. Sổ ra đây. Sổ ra đây. Rồi đưa lên. Đưa lên, các bạn có thể đưa qua. Xong các bạn ấn enter. Cái cửa sổ feature control frame dạng là theo tiêu chuẩn ISO được hiện lên. Các bạn có thể nhập. Ở đây có symbol ở đây. Các bạn có thể là chèn thêm các ký tự. Nếu không chèn thì thôi. Còn sai số là ở đây. Ví dụ độ phẳng. Hiện tại tôi đang muốn lấy độ vuông góc. Và giá trị là 0.02. Right. Đúng rồi, 0.02 so với bề mặt nào? Bề mặt AB. Tôi sẽ nhập vào đây AB và ấn OK. Các bạn có thể thấy tôi đã vẽ xong độ vuông góc của cái bề mặt này so với bề mặt AB không vượt quá 0.02. Chúng ta đã ghi được rồi. Tiếp theo là chúng ta sẽ sử dụng cái hình chúng ta phóng ra. Ví dụ như chúng ta trích cái chỗ số 2 này ra,
nha. Ở đây người ta gọi là detail view. Chúng ta sẽ detail view. Ví dụ như ở đây các bạn vẽ xong cái chỗ này rồi nha. Ở đây hiện tại các bạn chưa vẽ bo này, chưa vẽ bo này, các bạn vẽ là phải bo và có góc vát. Lưu ý đây có góc bo R1.5 này, bo 0.5 và vát ở đây nữa, góc 45 độ. Các bạn tự các bạn vẽ. Bây giờ tôi sẽ detail view cho các bạn xem. Ví dụ tôi muốn phóng cái vùng này lên, bình thường các bạn sẽ phải copy CO, copy kéo xuống đây, sau đó các bạn vẽ hình tròn và các bạn cắt mấy cái râu ria này đi, râu ria phía ngoài đi. Nhưng ở đây người ta cung cấp cho các bạn một cái công cụ là detail view. Các bạn nhìn thấy đây, detail view. Ở đây người ta, ở đây phần mềm nhắc chúng ta là center of circle, là cái vị trí, cái vùng chọn mà các bạn muốn detail view á. Các bạn click vào đây, các bạn vẽ một cái hình như này. Rồi cái cửa sổ này hiện ra thì chúng ta đã quen quen bữa trước rồi đúng không? Detail ISO. Và chúng ta sẽ nhập giá trị scale, tức là nhập tỷ lệ lên. Ở đây 2.1, các bạn muốn tăng lên thì các bạn click vào specify by factor. Các bạn nhập số 4 thì sẽ là tỷ lệ 41. Các bạn thấy không, nó cập nhật phía dưới này. Các bạn nhập số 5, rồi nó sẽ là 51. Rồi identifier ở đây là, ví dụ các bạn nhập là Y. Sau đó các bạn có thể vào setting. Setting các bạn có thể là tùy chọn thêm. Ví dụ ở đây là model F là dạng smooth này, hoặc là smooth with border, smooth with connect line. Connect line nghĩa là nó có cái đường nối chỉ ra. Ở đây tôi thử nhé, sử dụng smooth with connect line. Sau đó tôi sẽ lựa chọn OK. OK luôn. Bây giờ phần mềm nhắc các bạn nói làm sao. Place the detail view. Các bạn đặt ở một cái vị trí nào đó. Ví dụ muốn đặt ở đây, click ở đây. Sau đó là next point. Next point các bạn click ở đây. Click ở đây để làm gì? Để vẽ cái đường line nối, connect line. Rồi tỷ lệ 51 đã được phóng lên tại cái vị trí vòng tròn này. Ở đây chúng ta chưa bo nên chúng ta thấy là rõ ràng là chưa bo và chưa có cái vóc góc vát ở đây. Công việc của chúng ta đã gần như hoàn thành rồi đó. Rồi những cái kích thước ở đây, ví dụ như là phi 55p6, ở đây gọi là dung size chữ. Hôm trước đã chỉ dung size giới hạn rồi, dung size chữ cũng nằm trong dung, ở cái thẻ dung, ở dung size. Ví dụ các bạn muốn chỉnh sửa kích thước này đúng không, các bạn click đôi vào đây. Chờ một chút. Rồi các bạn có thể nhìn thấy cái XH7 fit này, đây chính là dung size chữ này, được chưa? Ở đây tôi click cái chỗ này, ví dụ tôi nhập K6 nha, có thể không đúng vị trí nhưng tôi nhập cho các bạn thấy, thì các bạn có thể là X7 fit này, sau đó các bạn lựa chọn. Nếu không đúng thì các bạn lựa chọn Fit Dialog Box. K đâu các bạn, dịch chuyển xuống K6. OK, phi 55K6. Được chưa các bạn? Thay đổi tương tự. Rồi click vào đây, muốn dung size giới hạn thì các bạn ở đây có tolerance, hôm trước đã chỉ rồi, nhập tolerance vào đây thôi. Đây dung size giới hạn. Rồi đã xong rồi, các bạn tự vẽ nhé.